Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình làm một cái video để đẩy hàng tồn kho đối với con đồ gạch men này nha anh em. Với giá chỉ có 60 ngàn thôi. Những anh em nào đang có nhu cầu về một con đồ gạch men ha, thì mình có thể mình mua những con này với những cái đợt như thế này giá khá là tốt anh em ha. Đó, số lượng tồn kho thì cũng vài trăm con anh em ha. Vài trăm con thì như cái tiêu đề anh em thấy ha, xả hàng tồn kho. Đó, 60 ngàn một con. Nha. Con đội này thì nó là thiết kế là ba cái trụ và cái đế là đế tròn ở đây nha. Lực nâng ở tầm đâu đó khoảng cỡ 60 kg nha. Khi mà chúng ta ốp gạch đó anh em, ốp gạch rồi đó thì ốp đá rồi đó thì ta dùng con kích này nè, con đội nè, để ta đội từ ở ở dưới lên ha, nâng cái chân lên đó, cho nó cao lên. Thì khi mà chúng ta nâng lên hết luôn á, nâng lên hết luôn thì cái khả năng vận hành của nó lên là tới 105 nha. Đây từ đây lên nè. Đó là 105. 105 mm nha. 105 mm khi chúng ta nâng lên maximum. Đó. Còn khi mà chúng ta xả xuống sát như thế này nè. Thả xuống sát như vậy luôn á thì nó sẽ nằm tầm ở 7 hoặc 8 ha, 7 hoặc 8 mm. Đó. Ok nha. Anh em đang có nhu cầu thì liên hệ. Đó. Chỉ có 60 ngàn một con thôi. Đẩy hàng tồn kho nha anh em ha. 60 ngàn con thôi. Những cái dịp như này thì anh em mua để từ từ mình xài ha. Đó. Đây. Cái này thì là bằng cái này là bằng sắt nha, này là bằng sắt, này là bằng hợp kim, là bằng gang đúc nè. Đó. Nha, con này là kim loại. Đó thì nó cái lực này nó bẩy lên thì nó dùng cái đòn bẩy thôi anh em ha. Bóp lên cái này đòn bẩy nè, thả xuống cái này nó chịu lực nè, nó vậy thôi nha. Còn hai cái thanh này chịu lực chính, hai này hai tay về dẫn hướng ha. Đó, nó chịu dẫn hướng đó. Với giá tiền chỉ có 60 ngàn thôi nha, đang đẩy hàng tồn kho. Anh em đang có nhu cầu thì mình có thể ghé mình liên hệ ha. Đó, chỉ có là mẫu này thôi nha anh em, mẫu này thôi rồi. Ok nha, một lần cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại. Giá này giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship nha anh em, em cần số lượng nhiều có nha. Rồi, cảm ơn.